Xin chào các bạn. Pakistan, tên đầy đủ là Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, với diện tích hơn 881.000 km vuông và dân số khoảng 227 triệu người, đưa Pakistan trở thành nước đông dân thứ năm thế giới và là quốc gia Hồi giáo đông dân thứ hai chỉ sau Indonesia. Pakistan cũng là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khu vực, Pakistan là đất nước thứ hai tại Nam Á, chỉ sau Ấn Độ. Hai quốc gia lớn nhất Nam Á này giáp trực tiếp với nhau thông qua hơn 3.300 km đường biên giới với rất nhiều vùng tranh chấp. Lịch sử hiện đại, Pakistan và Ấn Độ cũng chứng kiến các cuộc chiến tranh khốc liệt giữa cả hai. Trong khoảng thời gian sau Thế chiến thứ hai và trong chiến tranh lạnh, Pakistan chịu sức ép lớn từ Liên Xô. Siêu cường này nằm ngay sát cạnh Pakistan và hỗ trợ Ấn Độ, Afghanistan. Vì vậy, Pakistan bây giờ theo đường lối thần Mỹ và phương Tây. Thậm chí Pakistan có gia nhập hai khối quân sự tổ chức hiệp ước trung đông sento và tổ chức hiệp ước đông nam á seato với mỹ pakistan đóng vai trò là một vị trí địa chiến lược vì nước này cận kề với liên xô trung quốc ấn độ iran và afghanistan mặt khác pakistan nằm trên hành lang của các tuyến đường trung chuyển hàng hải và đường bộ chính đi từ trung á và trung đông giàu năng lượng đến các trung tâm dân cư của nam và đông á tuy nhiên Tình thế thay đổi khi Liên Xô sụp đổ vào thập niên 1990, Pakistan không còn nhiều lợi ích với Mỹ. Cùng chương trình hạt nhân của nước này khiến Mỹ áp các lệnh trừng phạt với Pakistan. Bây giờ, Pakistan phải đi tìm một đối tác lợi ích khác và Trung Quốc nổi lên như đối tượng phù hợp nhất. Trung Quốc bây giờ đang phát triển mạnh mẽ và có mâu thuẫn chiến tranh với Ấn Độ. Trong khi với Trung Quốc, Pakistan là một trong những quốc gia đầu tiên chấm dứt quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Hoa Dân Quốc. Đài Loan năm 1950 và công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc. Chính vì vậy, Pakistan và Trung Quốc đã tăng cường quan hệ của họ thông qua các thỏa thuận thương mại, quân sự song phương và hỗ trợ lẫn nhau. Hiện nay, Pakistan chính là một trong số ít đồng minh kinh tế, quân sự gắn chặt của Trung Quốc. Trong khi duy trì quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc là một phần trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Pakistan, bởi Trung Quốc đã cung cấp hỗ trợ kinh tế quân sự và kỹ thuật cho Pakistan, ủng hộ Pakistan trong các vấn đề biên giới với Ấn Độ. Trên lĩnh vực kinh tế, dù là một nước rất nghèo khi mới độc lập năm 1947-1948, nhưng Pakistan đã tăng trưởng kinh tế, dù không cao nhưng ổn định ở mức trên mức trung bình của thế giới trong bốn thập niên sau đó. Và nó bắt đầu bùng nổ trong thế kỷ mới khi Trung Quốc đổ tiền đầu tư tại đây theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF năm 2022, GDP của Pakistan là 347,7 tỷ đô la, xếp thứ 44 thế giới. Trong khi sức mua tương đương PPP đạt 1,468 tỷ đô la Mỹ. Để dễ hình dung, cùng thời điểm Việt Nam có GDP là 408,9 tỷ đô la, xếp thứ 39 thế giới và PPP là 1,278 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 45 thế giới. Vì vậy, về cơ bản, kinh tế Pakistan có quy mô tương đương Việt Nam. Tuy nhiên, dân số Pakistan lại đông gấp đôi và các ngành kinh tế không đa dạng như Việt Nam. Ngoài ra, Pakistan còn đối mặt với tình trạng lạm phát rất cao cùng những khoản nợ khổng lồ, khiến nền kinh tế nước này rất dễ đổ vỡ. Theo dự báo của Financial Times năm 2022, Pakistan chính là quốc gia xếp thứ hai về khả năng vỡ nợ chỉ sau Sri Lanka tổng nợ nước ngoài của Pakistan đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy một năm, từ mức 86 tỷ đô la vào tháng 6 năm 2021 lên mức 128 tỷ đô la vào tháng 3 năm 2022. Những khoản vay khổng lồ khiến tỷ lệ nợ công đạt ngưỡng trên 71% GDP của Pakistan. Nếu gộp cả nợ trong nước, tổng nợ của quốc gia của Pakistan là 280 tỷ USD, chiếm 94% GDP. Chỉ riêng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, CPEC, một tập hợp các dự án cơ sở hạ tầng đang được Trung Quốc xây dựng từ năm 2013 trên khắp Pakistan để thông đường từ Tân Cương, Tây Tạng ra các cảng tại Ấn Độ Dương, đã tạo ra một khoản nợ 64 tỷ đô la của Pakistan với Trung Quốc. Việc vay nợ quá nhiều cùng tình hình lạm phát tăng cao lên tới hơn 21% hiện nay càng làm tình hình nợ tệ hơn. Điều này khiến giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng chóng mặt. Thêm vào đó, việc đồng tiền trong nước mất giá dẫn đến nguy cơ thiếu ngoại tệ trầm trọng. Mà Pakistan lại là nước nhập khẩu các loại lương thực thiết yếu như đậu, lúa mì, dầu ăn hay đường. Nếu điều này xảy ra, nguy cơ Pakistan đi vào vết xe đồ của Sri Lanka khi không có đủ ngoại tệ để thanh toán cho các mặt hàng nhập khẩu cơ bản như lương thực và nhiên liệu là hoàn toàn giống. Trên thực tế, khủng hoảng kinh tế đã dẫn tới bất ổn chính trị tại Pakistan – cựu thủ tướng Imran Khan đã bị phế truất vào tháng 4 và đã 3 tháng kể từ đó, một giải pháp thống nhất cho các bất ổn chính trị vẫn chưa được thông qua. Chính phủ hiện tại của thủ tướng đương nhiệm Sebas Sharif là một tập hợp của nhiều đảng phái với những quan điểm và mục tiêu hoàn toàn khác biệt về mặt kinh tế cũng như chính trị. Để cứu vãn nền kinh tế, Pakistan đã phải đi cầu cứu khắp nơi, từ đồng minh chiến lược Trung Quốc đến các đối tác Hồi giáo thân thiết như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hay các tổ chức như quỹ tiền tệ quốc tế IMF và chắc chắn Pakistan sẽ phải chấp nhận những điều khoản khắt khe. Dương với trường hợp của Trung Quốc, đồng minh chiến lược của Pakistan dường như không sẵn sàng hỗ trợ Pakistan toàn diện nữa. Đầu tiên xuất phát từ sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc do đại dịch và chiến tranh Ukraine, Trung Quốc giờ đây cần tập trung nguồn lực để đầu tư vào trong nước hơn. Trong khi Bắc Kinh ngày càng cân nhắc cho việc cho vay ở nước ngoài vì họ nhận thấy một số quốc gia mắc nợ không có khả năng trả nợ. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị tại Pakistan cũng là một yếu tố khiến Trung Quốc e rè về động thái tiếp theo. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc ngày càng có những lo ngại về ngân sách và an ninh của Pakistan. Bất chấp Trung Quốc vẫn cam kết sẽ hỗ trợ tối đa trong khả năng cho quốc gia đồng minh của mình. Các dự án chậm tiến độ của hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, CPEC, cũng là một phần khác mà Trung Quốc không hài lòng về Pakistan. Được triển khai từ năm 2013, nhưng kế hoạch CPEC này vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi Trung Quốc lại rất cần đường từ Tân Cương, Tây Tạng ra Ấn Độ Dương, hoặc Trung Quốc có thể đang toán tính một điều gì đó. Bởi Sri Lanka cũng vốn là con nợ lớn của Trung Quốc, nhưng trước tình cảnh vỡ nợ của nước này, Trung Quốc đã không có động thái giải cứu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nghĩ sao về Pakistan và Trung Quốc? Hãy cho chúng tôi được biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Nếu cảm thấy thông tin ngày hôm nay thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và tiếp tục đồng hành với kênh. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.